Em Thảo, xưởng bầu quay trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác làm vườn. Một lô bầu mới về. Và đây là một cái dòng bầu chuyên nghiệp dành cho các bác nhà mình làm cây, quận cây. Có nghĩa là cái bầu quay V6 mà bạn nhà em đang cắt ra để đưa tới các bác đây. Hôm nay thì đây là cái dòng bầu cao 40 và dài thì sẽ là 50 m. Hôm nay thì em đang chia ra để cắt cho các bác nhé. Đấy, cái này thì nó sẽ là 50 m và tùy thuộc theo các bác nhà mình quận bao nhiêu để quay cây. Nó rất chi là tiện ích. Về dòng bầu quay này thì em sẽ có là loại cao 20 cm và dài 50 m, và loại 30, 40. Là hôm nay em đang đăng tải về cái 40 đấy ạ. 50, 60, 70 và 80. Có nghĩa là 80 cm đấy các bác ạ. Để em sẽ đo một chút nhé. Như các bác nhà mình nhìn thì với một cái chiều gấp này thì nó sẽ là 1 m này. Rất nhiều hỏi em là cái này là nó dài dài hay là cắt ra, thì nó dài nguyên. Để về các bác thì mình tự cắt bao nhiêu thì các bác thì mình cắt nhé. Đấy, còn chiều cao của nó là 40. Còn với cái kích thước này này, các bác thì mình mà muốn mua cao 20 em có nhé. Cao 30 em có, 40 và 50, 6, 7, 80. Muốn kích thước như thế nào thì em có như vậy, để các bác thì mình quay từ cây lớn đến cây nhỏ. Đây là bầu quay V6 các bác ạ, ở đại lý của em. Còn về bầu khay lỗ, bầu khay lỗ này thì em đang đưa tới các bác là bầu 50 lỗ và bầu nhựa dẻo thì sẽ có đủ các kích thước luôn. Bầu 50 lỗ thì hôm nay em sẽ đưa tới các bác một cái loại bầu dày và đẹp nhất. Dày và đẹp nhất các bác ạ. Đấy, như các bác nhà mình xem thì với những cái đơn hàng ngày nào em đóng gói để gửi tới các bác rất chi là nhiều. Thì bác nào mà xem video đang cần tới bầu ươm hoặc bầu V6 hoặc bầu nhựa dẻo này, các bác thì mình cứ gọi trực tiếp tới đầu số điện thoại của đơn vị em Thảo nhé. Và bên em thì sẽ có các bạn nhân viên nữ tư vấn các bác về tất cả những cái sản phẩm. Thì về cái bầu khay lỗ này cũng báo giá luôn tới các bác, mà khi các bác nhà mình mua lẻ thì nó sẽ là 10.000 đồng một cái. Còn các bác nhà mình mà mua sỉ, mua số lượng nhiều cả hộp mấy trăm cái thì giá của nó sẽ rẻ hơn. Đấy, bầu khay. Cái khay này là em đưa tới các bác là cái loại khay dày nhất đấy nha các bác nhé. Đây cho các bác nhìn này. Khay này là khay 50 lỗ. Các bác nhà mình gieo hạt này hoặc là gieo làm cây lon này thì đây là một cái khay bầu lý tưởng. Các bác nhìn nó dày như thế này cơ mà. Dày và chắc như thế này. Đấy, đây là cái bầu 50 lỗ nha các bác nhé. Các bác nhà mình muốn ươm dưa hay là ươm cà chua hoặc tất cả những cây trồng thì những cái dòng bầu này thì em sẽ nhận gửi tới tận nhà các bác. Bây giờ thì em sẽ thu những cái bầu V6 này vào, thu vào thành quận xong rồi đóng gói cho các bác luôn. Thì cũng rất nhiều bác đã biết tới bên đơn vị em Thảo, bên đại lý em về mấy nghìn những cái dụng cụ về đồ nông nghiệp, đồ làm vườn. Thì bầu quay này cũng không thể thiếu được đối với các bác nhà mình quay cây công trình. Và đặc biệt thì bên em sẽ tặng cho các bác nhà mình VIP nhé. Chia sẻ luôn tới các bác, mà khi các bác nhà mình sử dụng cái bầu quay này, các bác nhà mình muốn vít chắc hơn nữa ấy, thì các bác nhà mình sử dụng dây thép để các bác nhà mình buộc thêm, nếu như các bác nhà mình muốn chắc. Còn làm cây công trình thì chắc chắn là đấy là cái kinh nghiệm của các bác rất chi là nhiều rồi. Để em nói qua để bác nào chưa biết thì các bác thì mình có thể sử dụng đâu vít đâu nhỉ em nhỉ. Vít đây này các bác này, cái này thì sẽ tặng theo mét vuông nhá. Nhà em sẽ tặng vít thì rất nhiều bác là phải mua theo vít nên chứ người ta không tặng. Nhưng mà bên đại lý em sẽ tặng nhá. Và các bác như mình khi gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo thì sẽ được với những cái giá thấp nhất của đại lý em, miễn phí ship hoàn toàn trên toàn quốc. Cứ mua một quận 50 m là em đã miễn phí ship rồi. Và giá thì sẽ bao là tốt nhất và sẽ là loại dày nhất để các bác nhà mình được sử dụng nhé. Các bác cứ thử trải nghiệm mua một lần của đơn vị em đi. Tin chắc là lần sau các bác sẽ tìm tới cơ sở em qua những cái dụng cụ hữu ích như thế này. Đấy, bây giờ thì em sẽ thu những cái bầu nhỏ. Đây là bầu bầu mềm. Quên chưa quay cho các bạn bầu mềm. Về tất cả các loại bầu thì nhà em có cả bầu vải đấy nhá. Hôm nay là em chủ yếu là quay những cái loại phổ thông mà đang thời điểm các bác dùng nhiều. Về bầu này thì các bác nhà mình đang ươm cúc vạn thọ này, ươm đinh lăng hoặc là làm hoa cúc, hoa đào về dịp Tết. Thì cái bầu này em sẽ có đủ size các bác nhá. Bầu nhựa dẻo miệng 20, miệng 25, miệng 30 và từ miệng 10 hoặc là miệng 18 có hết để tư vấn các bác. Để bác nào muốn tư vấn thật kỹ thì riêng dòng bầu này từ 5 cân em đã miễn phí ship tới tận nhà các bác rồi. Giá có mấy chục nghìn thôi, giá thấp nhất luôn. Đấy thì cũng rất cảm ơn các bác đã luôn quan tâm nhé. Bác nào mà đang xem được video của em thì đã tìm được một đại lý chính chuyên về dụng cụ nông nghiệp. Và nhớ cho em Thảo xin một like, nhấn chuông, nhấn đăng ký kênh.
để mỗi một video em đăng tải các bác sẽ nhận được thông báo để xem và để lựa chọn. Và đã đăng ký kênh của em rồi thì các bác nhà mình, ví dụ các bác lớn tuổi mà các bác nhà mình đang quan tâm mà chưa biết thì hãy lưu cái số điện thoại trên màn hình video vào nhé. Để khi nào cần tới những cái dụng cụ này, các bác gọi điện luôn, sẽ gặp em để đặt những cái sản phẩm miễn phí ship tới tận nhà. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.